Vâng, xin chào mừng anh chị đến với Tựa Gỗ Nguyễn Hồng. Và trong video này em sẽ giới thiệu đến cho anh chị nhé một tác phẩm Nhật Long Trấn Trung Tiền trên chất liệu gỗ nu kháo vàng. Và video này thì em cũng có làm trước rồi, nhưng mà hôm nay em sẽ quay lại một chút để có thể giới thiệu lại để cho anh chị có thể nắm bắt được kỹ hàng càng hơn nhé. Vâng, trước tiên chúng ta sẽ đi về kích thước này. Kích thước tác phẩm cao đến 82, ngang 65 và sâu 44. Vâng, giá giao lưu bên em nhé. Trong video này em sẽ giảm giá, báo luôn giảm xuống còn 7.500.000 đồng cho anh chị nào chốt trực tiếp. Và bên em vẫn sẽ bao ship cho anh chị nhé. Tác phẩm Nhật Long Trấn Trung Tiền tài lộc trên chất liệu là gỗ nu kháo vàng. Đấy, cao 82, ngang 65 và sâu 44 cho anh chị nhé. Vâng, em sẽ quay chi tiết này rất tỉ mỉ luôn, thần thái chú rồng, rồng rất có hồn nhá, phô ra này, phô ra được hết luôn, tất cả mình chú rồng luôn. Trước tiên là phải kể đến cái đầu rồng, ấy đầu rồng này được tỉa tót cẩn thận tỉ mỉ anh chị ơi, rất cẩn thận nhá, rất kênh bong luôn, với màu vàng rất chi là quyền uy, rất sang trọng. Ấy mình chú rồng này phô ra được hết luôn, phô ra hết luôn. Đấy, địa tiểu to thần thái tuyệt vời, uyển chuyển đây. Và đặc biệt hơn nữa là cái nu này anh chị này, cái nu này ấy, trong video thì màu nó không được tốt cho lắm đấy, để xa xa này thì màu vàng hơn này ấy, nó bị phản ánh sáng chị nhá, nhưng mà để lại gần để quay được những cái phần điểm nu ấy chị ơi, nu kín mít luôn, kín bưng luôn tác phẩm này, còn gì tuyệt vời hơn. Đấy, một chất gỗ rất già dơ và rất nặng nhá, tác phẩm này nặng 3-40 cân, 50 cân luôn. Ấy tặng kèm kỷ cho anh chị này, giá giao lưu 7.500.000 đồng nhá. Ấy cao là 82, ngang 65 và sâu 44 cho em. Vâng, rất cảm ơn anh chị đã quan tâm, và anh chị nào muốn chốt luôn tác phẩm này thì alo đến bên em luôn để có thể gửi hình ảnh cụ thể sắc nét hơn nhá. 0987336318, 0966336318 ạ. Vâng, rất chào, xin cảm ơn anh chị ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các video tiếp theo.